Clip này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách viết bộ thủ này. Đây là bộ điểu này, vị trí nằm phía bên tay phải nhá. Có thể nó cũng có nằm phía bên dưới nữa. Tiếp theo phần biểu ngữ liên quan thì chim và chỉ động tác bay nhá. Đấy, chim bay. Tiếp theo thì cách viết chuẩn thì các bạn sẽ sử dụng dấu tạo ra một cái ô phóng to ra. Với cái bộ điểu này nó sẽ có bản phồn thể và bản giản thể. Phồn thể sẽ được viết khó hơn một chút và nó nhiều nét hơn. Tuy nhiên thì các bạn cứ đo đạc cho mình đúng theo tỷ lệ thước này các bạn viết cho mình này. Mỗi một nét các bạn sẽ viết nó nhường nhau một tí là được nhá. Thu nó lại nhìn này. Đó. Rồi kéo cho mình một nét ngang ngắn phía bên trên này này. Gập dài ra cho mình gập xuống đây. Bẻ cong xuống phía dưới như này. Móc nhẹ như này. Tiếp tục đánh cho mình con nét chấm nhé. Đó, con nét chấm được viết như thế này. Và các bạn tiến hành đo này. Đó, và bây giờ các bạn thấy là nó khớp rồi đúng không ạ? Nó cũng tỷ lệ lệch của nó cũng không quá đáng kể. Đấy, tuy nhiên thì ở cái phần thước này thì nếu mà mình đo đúng như này thì nó sẽ hơi lệch một chút. Tuy nhiên thì nếu mà đo xuống phía dưới này thì các bạn thấy là nó cũng gần như xem xem với nhau rồi. Đấy, gần như xem xem này các bạn nhìn này. Đó, thì các bạn viết là mỗi một nét với một cái bộ thủ nhá thì nó có nhiều nét ấy, thì các bạn sẽ phải viết các nét nó nhường nhau một chút. Đấy, thì với bộ điểu này thì các bạn viết nó ví dụ đo như thế này thì các bạn chỉ cần dịch chuyển nó hơi lên trên một chút thôi, vì cấu tạo của chữ Hán thì nó có thể là được viết to, được viết nhỏ. Tuy nhiên thì các bạn nếu như viết được chuẩn theo thước thì càng tốt. Đấy, và tiếp theo mình sẽ tìm cái bản giản thể nhá. Tiếp theo là bản giản thể nhá, mình tìm được rồi. Đây giản thể đây các bạn định để vào đây, các bạn đo đạc cho mình này. Chúng ta sẽ viết một nét phẩy ngắn vào giữa ô như này. Sau đó một nét ngang gập móc nhá. Kéo ngang ra gập xuống phía dưới đến cái đường kẻ ngang này là dừng lại và móc nhẹ trên. Đánh cho mình một nét chấm vào giữa cái đường kẻ dọc này. Kéo cho mình một nét sổ xuống. Ngang ra đây. Đấy, và gập lên trên này. Cong móc nhẹ như này. Kéo cho mình một nét ngang dài. Đấy, đặt nhẹ vào đây như thế này. Bản giản thể cũng vậy, cũng đo vào nó cũng thấy khít như thế này. Thế thì với bản giản thể và bản phồn thể này nhá thì là các bạn có thể so sánh được này. So sánh được này. Đó là phồn thể sẽ được viết nhiều nét hơn, giản thể được thay thế các nét ngang thành các nét chấm rồi. Đấy, giản thể được viết giản lược hóa đi, đơn giản nét chữ đi để cho các bạn học dễ hơn, các bạn dễ viết hơn. Tuy nhiên thì nếu như các bạn học về phân tích chữ Hán, các bạn muốn tìm cái cội nguồn tạo ra cái chữ đấy thì các bạn phải sử dụng phồn thể, vì phồn thể nó mới đầy đủ được hết. Đấy, thì các nét chấm này nó tượng trưng cho là chân của con chim này nhá. Còn các nét ngang này thì có khả năng là mình nghĩ nó sẽ là lông. Đấy, bên trên là một cái đầu và một cái mào. Đây này, một nét phẩy ngắn đây này. Ở giữa là nét chấm, ở giữa thì là cái mắt đấy. Tiếp theo mình sẽ tính cái bản cách viết chuẩn cho nối giản thể nhá. Theo quy tắc bút thuận các bạn sẽ viết cho mình một nét phẩy ngắn trước. Ngang gập móc ở đây. Một nét chấm ở bên trong tạo một cái mắt của con chim, kéo một nét sổ xuống. Đây là nét sổ gập nhá. Sổ gập này các bạn sẽ viết thành một lần bút thôi. Ở đây mình viết nó thành hai lần bút để phân tích cho các bạn đấy. Sổ gập nó dạng như này. Móc nhẹ trên. Đấy, nó được viết một lần bút thôi nhá, không phải viết thành hai lần bút đâu. Sau kéo cho mình một nét ngang vào đây. Nét ngang kéo vào giữa đây và nó không chạm với cái thành của cái phần gập này nhá. Chú ý giúp mình nhá.